Cảm ơn các bạn đang lắng nghe Mộc Lam Podcast. Chủ đề hôm nay của chúng ta đó là khi nào và tại sao thì đàn ông sẽ chung thủy với bạn. Trước khi bắt đầu thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều chia sẻ hấp dẫn, thú vị hơn nhé. Bạn thân mến, ai bước vào tình yêu thì cũng mong mình là duy nhất và mong rằng người đàn ông sẽ luôn yêu và chung thủy với mình. Chẳng ai muốn trong tình yêu lại có thêm người thứ ba, thứ tư. Hay dù đã cưới nhau, bạn đã đàng hoàng trên cương vị là bà xã của anh ấy mà lại xuất hiện thêm bà huyện, bà tỉnh. Mình đùa một chút thôi, nhưng sự thực là từ xưa đến nay, câu hỏi làm sao để người đàn ông chung thủy với mình vẫn luôn là mối bận tâm lớn đối với các bạn gái hay chị em phụ nữ đã lập gia đình, đúng không nào? Có rất nhiều người phụ nữ đang ngày đêm tìm cách để khiến chồng, người yêu của mình chung thủy với mình. Họ nghĩ ra đủ phương pháp khác nhau để có thể kiểm soát người đàn ông của mình. Họ mong muốn rằng những biện pháp này sẽ khiến cho anh ta không thể ngoại tình. Ví dụ như lén xem điện thoại của anh ấy, cố gắng theo dõi anh ấy, điều tra tất cả các hành vi trên mạng xã hội của anh ấy. Thậm chí có những chị em yêu cầu người yêu của mình phải liên tục báo cáo rằng anh đi đâu, làm gì hoặc là đi với ai. Điều này thì thực sự là không thể khiến người đàn ông tự nguyện chung thủy với bạn được đâu, mà có thể còn gây hậu quả phản tác dụng nữa. Chẳng ai muốn bị sống trong sự quản thúc, phải không nào? Nếu ví người đàn ông ngoại tình như một căn bệnh, thì cách kiểm soát như trên chỉ là người phụ nữ đang loay hoay xử lý triệu chứng của căn bệnh, chứ chưa giải quyết được gốc rễ bên trong. Và khi mà nguyên gốc rễ vẫn còn thì bệnh sẽ phát sinh ra ở những thời điểm khác, thậm chí là còn nặng hơn. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra cho bạn một phương pháp hiệu quả hơn để khiến người đàn ông chung thủy với bạn nhé. Trước tiên, chúng ta phải hiểu được rằng đàn ông sẽ chung thủy với bạn khi nào? Đàn ông chung thủy khi anh ta hình thành cảm giác yêu với bạn. Khi bạn cố gắng kiểm soát một người đàn ông, có thể anh ta sẽ nói dối rằng là mình phải đi xử lý công việc, mình phải ra ngoài gặp gỡ đối tác. Và nếu bạn mãi theo dõi, điều tra, xử lý những triệu chứng này thì thật sự là sẽ rất mệt mỏi. Chính vì vậy, hãy đầu tư thời gian để xử lý những vấn đề gốc rễ từ bên trong. Cụ thể là hãy tìm cách nào đó để anh ấy duy trì cảm giác yêu với bạn. Khi mà anh ta có cảm giác yêu với bạn rồi thì anh ta sẽ tự giác chung thủy với bạn, bạn không cần phải kiểm soát anh ta nữa. Đầu tiên, bạn cần phải hiểu khi nào thì người đàn ông hình thành cảm giác yêu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, có 3 hormone chính trong cơ thể người đàn ông tác động đến cảm xúc yêu của anh ấy. Và nếu 3 hormone này gia tăng đủ cao trong khoảng thời gian đủ dài thì anh ta sẽ hình thành nên cảm giác yêu với bạn. Khi anh ta hình thành nên cảm giác yêu với bạn thì bạn chính là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của anh ấy. Lúc này thì anh ấy sẽ xem bạn là duy nhất và không quan tâm bất kỳ một cô gái nào khác nữa cả. Giai đoạn này thì anh ấy sẽ trở nên chung thủy với bạn. Vậy thì bạn đã trả lời được câu hỏi đầu tiên, đó là khi nào thì người đàn ông sẽ chung thủy? Câu trả lời rất đơn giản là khi anh ta hình thành nên cảm giác yêu đối với bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ lý giải rằng vậy thì tại sao lúc này anh ta lại chung thủy? Năm 2003, tiến sĩ Perham tại Đại học Harvard đã công bố nghiên cứu rằng khi một người đàn ông yêu đúng nghĩa thì lượng hormone testosterone giảm khoảng 21%. Đây là hormone thúc đẩy người đàn ông muốn chinh phục, khám phá, cạnh tranh. Khi mà hormone này giảm thì anh ta có xu hướng giảm mong muốn khám phá. Đó là lý do tại sao anh ta ít động lực để đi tìm những cô gái khác hơn. Ngoài ra, khi mà testosterone giảm thì hormone oxytocin sẽ tăng. Đây là một loại hormone khiến người đàn ông có cảm giác muốn gắn bó và chung thủy với người mình yêu hơn. Anh ta sẽ có xu hướng chú ý đến bạn gái mình hơn,
quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn. Và điều này là lý do khiến một người đàn ông hình thành cảm giác yêu đúng nghĩa sẽ chung thủy hơn. Vậy, làm sao để đàn ông chung thủy? Cũng theo nghiên cứu thì lượng testosterone của người đàn ông trước và sau khi cưới gần như là không thay đổi. Nó có nghĩa là việc cưới xin không ảnh hưởng gì đến ham muốn khám phá và chinh phục những cô gái khác của anh ấy. Anh ấy có chung thủy hay không, nó chỉ phụ thuộc vào việc người đàn ông đó có hình thành cảm giác yêu thực sự với bạn hay không mà thôi. Đó là lý do tại sao nếu người đàn ông chưa hình thành cảm giác yêu thực sự thì bạn nên cân nhắc chuyện đám cưới. Bởi vì đám cưới không phải là cam kết cho một tình yêu lâu bền như nhiều người vẫn lầm tưởng. Và có thể hai bạn sẽ còn gặp phải rất nhiều vấn đề sau đám cưới khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Có thể sau khi kết hôn, anh ta sẽ ngại khi ngoại tình. Nhưng về mặt bản chất sinh học thì nếu anh ta không yêu bạn, lượng hormone testosterone bên trong sẽ thúc đẩy anh ấy tìm một người phụ nữ khác, khiến anh ấy có cảm giác yêu. Và đến một lúc nào đó, khi mà lý trí của anh ấy không thể chiến thắng được nữa thì anh ấy sẽ ngoại tình. Việc này giống như khi bạn bị đói, bạn sẽ muốn ăn dù lý trí bảo bạn phải đợi rồi mới được ăn. Tuy nhiên, nhiều khi cảm giác đói sẽ thúc đẩy bên trong và bạn sẽ không kiềm chế được. Lưu ý ở đây một điều rằng mình không đề cập đến vấn đề rằng ngoại tình hay là người thứ ba hay là bàn luận về chuyện tốt xấu giữa chuyện này. Mình chỉ đang nói về vấn đề cảm xúc theo sinh học của người đàn ông. Chính vì yếu tố bên trong thúc đẩy anh ta ngoại tình, cho nên bạn đừng để yếu tố đó xảy ra, mà hãy để anh ta có cảm giác yêu đúng nghĩa. Các yếu tố sinh học sẽ thúc đẩy anh ấy đi đúng hướng. Vì vậy, thay vì dành thời gian kiểm soát anh ta, xem anh ta đang làm gì, ở đâu, đi với ai, thì bạn hãy dành thời gian để nâng cấp bản thân mình trở nên hấp dẫn hơn. Đối với việc biến một người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn, sẽ có nhiều cách khác nhau như tập thể thao, học hỏi nâng cao kiến thức, nấu ăn ngon cho người đàn ông của mình, tự tin, vui tươi, tích cực, hạnh phúc. Thì khi đó, có lẽ không chỉ riêng người đàn ông của bạn, mà rất nhiều người khác cũng đều muốn ở bên cạnh bạn, một người phụ nữ luôn tích cực, vui tươi, lan tỏa ra những điều giá trị và hạnh phúc. Đây là những điều rất bình dị, nhưng lại dần dần ăn sâu vào tâm trí của người đàn ông. Dần dần anh ta sẽ hình thành nên cảm giác quen thuộc và chuyển thành cảm giác yêu đúng nghĩa. Bạn cũng nên tránh những hành động mà khiến cho người đàn ông giảm cảm giác yêu. Ví dụ như là cáu gắt, thiếu tôn trọng anh ấy hoặc là nói quá nhiều. Có lẽ không một người đàn ông nào, thậm chí là kể cả phụ nữ, muốn sống bên cạnh một người mà luôn nói quá nhiều, luôn luôn càm ràm khiến người khác cực kỳ khó chịu. Khi tình yêu anh ta đã dành cho bạn đủ lớn thì người đàn ông đó sẽ trở thành người đàn ông chung thủy của bạn. Một lời khuyên chân thành dành cho bạn, đó là đừng cố tập trung vào cách phải làm thế nào để giữ người đàn ông. Bạn hãy luôn kiên trì tập trung vào chính mình, khiến mình trở nên xinh đẹp, có giá trị, luôn lạc quan, tích cực, vui tươi, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, thì ai cũng muốn ở bên cạnh bạn thôi. Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc và có một tình yêu đẹp. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều chia sẻ hay nha. Bye bye!